Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, mỗi giọt máu tình nguyện là tấm lòng yêu thương, sẻ chia và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Chính từ ý nghĩa đó, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những năm gần đây ngày càng phát triển và lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên vừa tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2024 với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Lễ hội đã thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành và nhân dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 310 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Toàn bộ số máu hiến tặng được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân. Năm vừa qua thì được sự quan tâm của sở cũng như là đoàn thanh niên, thì chi đoàn thanh niên sở nội vụ đã tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên về ý nghĩa của việc tham gia hiến máu. Qua đó thì hàng năm thì đã có rất nhiều các đoàn viên tích cực xung phong công tác tham gia hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao tỷ lệ đoàn viên tham gia hiến máu. Thì hàng năm chi đoàn cũng đã tổ chức các cuộc vận động tuyên truyền để cho đoàn viên hiểu được cái ý nghĩa và mục đích của cái việc hiến máu, một nghĩa cử rất cao đẹp của người Việt Nam. Những năm qua, phong trào hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các cấp các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ chương trình, phong trào hiến máu đã ngày càng mở rộng phát triển cả về quy mô, đối tượng hiến máu. Các chỉ tiêu về đơn vị máu tiếp nhận, tỷ lệ dân số hiến máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, trong năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận được gần 6.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Có được kết quả đó, công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Bản thân tôi thì cũng hiến máu đến nay là tầm 20 lần. Cái ý nghĩa hiến máu là một trong những nghĩa cử rất là cao đẹp đối với dân tộc Việt Nam, đặc biệt là nó là cái cứu người. Trên tinh thần như vậy, cho nên là mình là công dân thì mình làm được việc gì có ích thì mình cố làm. Công ty cổ phần cao su Điện Biên thì hàng năm nó thành cái truyền thống, đặc biệt là tuổi trẻ cao su Điện Biên, đoàn thanh niên luôn là cái tổ chức nòng cốt trong cái công tác này. Chính vì vậy mà hàng năm thì công ty đều tham gia hiến máu, và năm nay thì với cái số lượng đoàn viên thì cũng hơn chục người, hơn chục đồng chí là cũng tham gia cùng hiến máu. Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, hiện nay tỉnh Điện Biên đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ, nhiều tấm gương gia đình hiến máu tiêu biểu ngày càng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Với họ, hiến máu là cách trao đi sự sống, chia sẻ khó khăn và nhân lên hạnh phúc. Chính vì thế, suốt thời gian qua, không chỉ bản thân họ gắn bó với việc làm ý nghĩa này, mà còn là tuyên truyền viên tích cực vận động người thân bạn bè cùng tham gia hiến máu. Mình đương làm bán xôi với bánh mì thôi. Mình tham gia hiến máu lần này là thứ 15. Nghe nhiều và mình cũng tìm hiểu nhiều thông tin về hiến máu, nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Thế mà ngược lại mình cũng lại được kiểm tra sức khỏe của mình, bản thân. Khi mà ngày xưa ấy, con mình còn nhỏ ấy, có một lần thì bạn ấy cũng phải truyền máu. Thế là mình đi về Bệnh viện Nhi Trung ương và mình thấy những cái đấy nó cũng rất thiết thực. Thế mình cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình để mình có sức khỏe tốt để giúp mọi người, và cũng mong rất là những người có sức khỏe tốt cũng cố gắng tham gia hiến máu để giúp đỡ cộng đồng, có nhiều người còn sức khỏe còn yếu kém hơn mình. Trong số những người hiến máu có rất nhiều các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên. Sau khi được tuyên truyền và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, cũng đã nhiệt tình đăng ký tham gia. Đến với lễ hội lần này, nhiều bạn trẻ đã hơn 10 lần tham gia hiến máu và cũng có những người mới là lần đầu, nhưng ai cũng có tinh thần tích cực, nhiệt huyết. Với họ, mỗi giọt máu tình nguyện được cho đi không chỉ đơn thuần là tấm lòng yêu thương, sẻ chia mà còn là hành động góp phần tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Em hiến máu từ ngay mà khi mà em vừa tròn 18 tuổi và đủ cái quy định để mình được tham gia hiến máu. Và khi mà hiến máu ấy, thì cái tư tưởng ban đầu của em chỉ là mình có thể mang cái giọt máu của mình
đến với những cái bệnh nhân đang cần máu. Và em không có suy nghĩ nào khác ngoài cái đem cái lòng tốt của mình, đem cái giọt máu của mình đến với những người cần. Em đang tham gia hiến máu là 1 năm 3 lần, thì thường là cứ đủ chỉ tiêu là 3 tháng được hiến máu một lần. Nên là khi mà mình tham gia hiến máu ấy, thì mình vừa lan tỏa được cái tình yêu thương, mình vừa lan tỏa được cái lợi ích khi mà mình tham gia hiến máu đến với mọi người. Đây là cái điều mà em nghĩ là rất là thiết thực đối với các bạn trẻ cũng như là những cái người đủ sức khỏe để tham gia cái công việc hiến máu này ạ. Lễ hội Xuân Hồng là một trong những ngày hội hiến máu lớn nhất trong năm được Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu điều trị cho bệnh nhân, đồng thời cổ vũ và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền và vận động người dân đăng ký hiến tặng mô tạng để cứu chữa cho những người bệnh kém may mắn đang chờ đợi nguồn tạng hiến. Theo đó, tại lễ hội Xuân Hồng năm nay đã có 10 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Đây thực sự là việc làm mang ý nghĩa rất nhân văn, cần được nhân rộng trong cộng đồng. Cái suy nghĩ của em là cứu được mọi người, giúp được mọi người điều gì thì em sẽ giúp. Khi mà biết chương trình Hành Trình Đỏ năm nay có cả hiến mô hiến tặng nên em đã đăng ký luôn. Việc hiến mô hiến tặng rất là ý nghĩa. Khi mà mình không còn, có nghĩa là em hiểu đơn giản là mình khi mình không còn sự sống nữa thì mình có thể cứu giúp được ai thì mình sẽ cố giúp. Dù số lượng máu tiếp nhận không ngừng tăng lên, song mới đáp ứng khoảng 90% nhu cầu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần 300 đến 500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh. Ngoài những trường hợp thiếu máu nặng, mất máu cấp tính như chấn thương, tai biến sản khoa, xuất huyết tiêu hóa, những bệnh nhân tan máu bẩm sinh rất cần những đơn vị máu để duy trì sự sống. Thế nên những giọt máu hồng nhân ái được trao tặng càng thêm ý nghĩa bội phần bởi đã góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu ở bệnh viện, trao niềm tin và khát khao được sống cho nhiều bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ cần máu. Cái nhu cầu máu của bệnh viện thì rất là lớn, đặc biệt là trong những ngày cuối năm vừa rồi và những ngày đầu năm nay thì lượng bệnh nhân tăng đột biến. Thường xuyên bệnh nhân toàn bệnh viện, bây giờ khoảng tầm 700 người bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện và trong đó có rất nhiều ca bệnh cần phải truyền máu. Nhu cầu về truyền máu thì còn rất là nhiều, nên là cái công việc mà liên quan đến các hoạt động, các phong trào, động viên người dân cũng như cán bộ công nhân viên chức tham gia hiến máu là một cái phong trào rất là quan trọng và chúng tôi đề nghị tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới. Khoa chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên luôn trong tình trạng quá tải. Hiện bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hơn 100 người đến từ nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với họ thì bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của mình. Do chỉ có 15 máy chạy thận mà số lượng bệnh nhân lớn nên khoa chạy thận nhân tạo đã phải xây dựng kế hoạch cụ thể để đáp ứng nhu cầu chạy thận của bệnh nhân. Không chỉ xác định chi phí điều trị chạy thận tốn kém, thời gian điều trị đến hết đời mà tình trạng thiếu máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên xảy ra. Bệnh nhân không được lọc máu chạy thận theo đúng định kỳ hoặc có lọc máu nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể cần. Hiện tại thì khoa thận nhân tạo Bệnh viện tỉnh Điện Biên thì đang quản lý khoảng gần 100 bệnh nhân. Đấy. Hiện tại chúng tôi đang duy trì 3 ca chạy một ngày. Là số lượng bệnh nhân như vậy thì đối với khoa thì là cũng đang rất là đông, đang hiện tại là đã tăng tình trạng quá tải. Đấy. Số lượng máy móc thì hiện tại giờ khoa đang có khoảng 15 máy hoạt động liên tục 3 ca. Đấy. Thì do cái ở đây tình trạng về bệnh nhân là đa số là bệnh nhân dân tộc thiểu số và rất là nghèo khó khăn. Đấy, nhận thức của họ cũng không được đầy đủ nên là công tác tư vấn hỗ trợ điều trị thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, cũng rất nhiều bệnh nhân cũng không chạy được đủ lịch, cũng phải bỏ buổi chạy. Từ những đơn vị máu của tình nguyện viên hiến tặng không chỉ góp phần giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa khỏi bệnh, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ, mà còn giúp cho bệnh viện ở các địa phương chủ động kịp thời trong công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời, thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, Điện Biên đã xây dựng nguồn máu dự trữ trong cộng đồng và từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên liên tục, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn và được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Điện Biên đang tích cực tham gia hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.
dù giá trị vật chất nhỏ bé hay to lớn, thì những việc làm ý nghĩa của những tấm lòng thiện nguyện đó đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho nhiều mảnh đời kém may mắn, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi các bộ, ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đồng bào cả nước chung sức đồng lòng quan tâm hỗ trợ tỉnh Điện Biên. Theo đó, nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa đang được các cấp các ngành triển khai tại Điện Biên. Trong những ngày tháng 3 lịch sử, đoàn công tác của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quà khám bệnh cho bà con nhân dân tại xã biên giới Na Ư, huyện Điện Biên. Tại đây, đoàn đã tặng 100 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tặng 36 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời tặng nhiều đồ dùng phục vụ dạy học và sinh hoạt cho trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ư, huyện Điện Biên. Những món quà này đã góp phần động viên giúp đỡ những hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên. Tôi ở bản Na Ư, đây là hoàn cảnh khó khăn của tôi là do vì điều kiện không có, đi cải tạo mấy năm nay về sức khỏe là ốm yếu. Sức khỏe ông yếu khám nhiều lần. Hôm nay được các cớ tặng quà rất là vui. Mình khó khăn không có chồng mà mình nuôi bố đứa con, không có tiền cho con đi học, con nghỉ học hết rồi. Hôm nay được nhận quà, hôm nay thấy vui, cảm ơn. Kỷ niệm 75 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng lên trao quà cho học sinh nhà trường với suất quà là 36 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng và tặng cho nhà trường 2 máy tính, 2 máy in và 1 TV 60 inch. Đây là những món quà thiết thực nhằm động viên, khích lệ thầy và trò nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Đặc biệt món quà là có ý nghĩa đối với lại việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với nhà trường. Những món quà đấy thể hiện cái tấm lòng đùm bọc giúp đỡ của Tổng cục 2 đối với lại đồng bào nhân dân các dân tộc ở biên giới. Ngay từ rất sớm, tại trạm y tế xã Na Ư, bà con đã tập trung về đây rất đông để được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Do nhận thức của người dân còn hạn chế cộng với kinh tế còn khó khăn, nên nhiều người dân ở đây chưa quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình. Nhận thức được điều đó, Tổng cục 2 đã huy động 19 y bác sĩ và vận chuyển đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thuốc men từ Hà Nội lên để phục vụ khám bệnh cho người dân tại đây. Trong năm 2024 thì cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng tôi triển khai cái chương trình khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con tại xã Na Ư là một trong những chương trình mà chúng tôi được làm đầu tiên trong năm nay, cũng với mong muốn là được khám bệnh, phát hiện ra các cái bệnh cho bà con và tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhằm nâng cao sức khỏe cho bà con tại Na Ư, Điện Biên. Trong quá trình di chuyển thì cũng đường đi cũng khá là khó khăn bởi vì là đường không phải là đường bằng mà là đường đồi núi và nhiều đoạn là cũng rất là sóc, cho nên là các cái máy móc trang thiết bị của chúng tôi tuy đã được bảo quản cẩn thận nhưng mà cũng có một số những cái móc cũng xảy ra những cái sự cố, nó cũng chặt một chút vì là cái đường nó rất là sóc. Chúng tôi làm điện tim, siêu âm, khám nội soi tai mũi họng và khám nội ngoại kết luận, sau đó thì cấp phát thuốc cho bà con. Chương trình khám sức khỏe Điện Biên ở trên Điện Biên này tôi đã được thực hiện trên này 2 lần rồi, và cách đây cũng một lần, cách đây cũng khoảng chục năm rồi. Sau 2 lần khám sức khỏe thì tôi thấy là có những một số cái nó khó khăn một chút, ví dụ như là cái về đường xá, vì cung đường từ Hà Nội lên Điện Biên là khá xa xôi và cũng vất vả. Tuy nhiên còn một cái khó khăn nữa mà cũng gặp phải trong quá trình khám, đó là vấn đề về tiếng địa phương và tiếng kinh. Bất đồng về ngôn ngữ thì chúng tôi phải tham khảo cũng như là nhờ sự giúp đỡ của các cái đồng chí ở tại địa phương phiên dịch cho chúng tôi. Tham khám kết hợp với lại cử chỉ và kết hợp với lại thăm hỏi các đồng chí phiên dịch để mà đưa ra được cái chẩn đoán chính xác nhất cho bà con. Trong một ngày đã có hơn 350 lượt bà con trong xã đến khám và được cấp phát thuốc miễn phí. Nhiều trường hợp sau khi khám đã phát hiện bệnh ở giai đoạn nặng và khó điều trị. Đội ngũ bác sĩ phòng quân y đã tư vấn chuyển về tuyến trên để khám chuyên sâu và điều trị hiệu quả.
đến đây được khám bệnh và sức khỏe vẫn tốt với bình thường. Tôi có bị viêm nấm ở cổ, tức là cần thuốc để điều trị và bôi. Cán bộ và các bác sĩ khám bệnh ở đây cũng rất nhiệt tình và cũng rất tốt. Hôm nay tôi đến đây khám là tôi cảm thấy là rất là hài lòng. Được khám thì mình phát hiện bệnh sớm, nhiều khi là nhiều cái là mình để còn điều trị sớm và sẽ giảm bệnh cho bản thân và cho gia đình. Khám đây tôi rất là tiện lợi và cũng là nhanh gọn và không phải mất nhiều chi phí đi lại và nhiều thời gian đi lại đi khám xa. Cảm ơn tất cả các đồng chí quân y Bộ Quốc phòng. Dạo này sức khỏe em hơi yếu, yếu vì da chỗ nắn thì chóng mặt. Nên em muốn ra bác sĩ khám để thuốc về uống. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực này không chỉ củng cố tình đoàn kết quân dân, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng với nhân dân Điện Biên nói chung và bà con xã Na Ư nói riêng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Đối với Na Ư thì hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo là có trên 20%, trong đó thì được sự quan tâm của Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng đến đây để cho quà cũng như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình, hộ nghèo, cửa nghèo cũng như là cho bà con nhân dân. Đó là một cái việc rất là đối với đảng ủy chính quyền địa phương rất là tự hào. Và bên cạnh đó thì cùng với đảng ủy chính quyền địa phương, tức là xóa đói giảm nghèo, là đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã Na Ư. Nhằm gắn kết giữa nhân dân của xã Na Ư là một cái xã nó xa xôi và khó khăn, để nhằm hiểu thêm về cái đời sống và cũng như cái kết nối giữa quân và dân trên địa bàn, cũng như là quân và dân đối với Tổng cục 2 và địa bàn của quân đội nói chung. Trong cái thời gian tới thì có lẽ là từ xuất phát từ cái việc như vậy thì Tổng cục 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng một số cái chương trình tiếp, để Tổng cục 2 sẽ có những cái hỗ trợ và tổ chức các chương trình tiếp theo về với xã Na Ư của huyện Điện Biên, để làm sao mà cái xây dựng được cái mối đoàn kết và cái tình quân dân ngày càng gắn bó và chặt chẽ hơn. Ngay đối với người dân Điện Biên, hiện cũng đang có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, sẻ chia khó khăn tới người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi tuần 2 lần, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với chùa Linh Sơn tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại trung tâm. Những suất cháo thơm ngon đã giúp cho bệnh nhân tại đây ấm lòng hơn để yên tâm điều trị. Năm nào cũng vào viện, năm nào cũng bị ốm bởi vì tuổi già rồi. Thỉnh thoảng là có cơm từ thiện này, có cháo từ thiện này thì rất là vui, rất là phấn khởi. Và người dân như chúng tôi thì được 1-2 bữa hay là 3 bữa từ thiện này thì chúng tôi rất phấn khởi. Cháo thơm này, cơm thì đầy đủ thức ăn. Và vào viện thì được 10 ngày hôm nay rồi, thế thì là cơm nước ở trong bệnh viện là khắc phục vụ bệnh nhân đấy, đỡ tốn kém. Ngoài việc tích cực kết nối kêu gọi và tổ chức phát cháo, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, Trung tâm Y tế thành phố còn tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại đây. Cảm ơn chết những đội từ thiện tất cả và làm cho nên là bệnh nhân còn là được cái sự và động viên được kịp thời nên là được một cái phấn khởi hơn, vậy an tâm hơn là chữa bệnh. Tổ công tác xã hội cũng đã tiếp nhận những cái nguồn hỗ trợ từ các như chẳng hạn như là quần áo, các đồ vải, các nhu yếu phẩm. Tổ công tác xã hội thì phối hợp với lại bên tổ cháo chùa Linh Sơn đấy thì phát cháo dinh dưỡng cho người bệnh điều trị nội trú vào các sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hòm từ thiện cũng quy định, có một quy định cụ thể về sử dụng hòm từ thiện. Hòm từ thiện là để mục đích là để tiếp sức cho người bệnh, ví dụ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ấy. Những tấm lòng nhân ái đã mang đến niềm vui hạnh phúc cho nhiều mảnh đời khó khăn bất hạnh. Còn nhiều và rất nhiều những tấm lòng nhân ái như thế đã và đang chung tay san sẻ, giúp đỡ và tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, góp phần lan tỏa và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.